Rồi chào tất cả anh em nha. Bữa nay mình có việc mình đi về miền Tây anh em. Thì sẵn mình ghé khách hàng luôn. Mình sẽ quay một con máy mà cho anh em những cái ở vật liệu xây dựng tham khảo luôn nha. Đây, anh khách hàng này lấy con 300, máy đời 2010. Về anh lắp cái gồng ổ dịch nha anh em. Anh đóng cái cần này anh đóng ra là 15 m. 15 m. Lắp thêm cái gầu này. Cái gầu này là một khối á. Còn nếu mà đúng cái gầu của máy nó chỉ là một khối 27. Cái gầu này đóng một khối. Để anh đứng trên bãi như thế này, anh cào cặp đá, cát rồi xuống ghe anh em. Thì hầu như đa số những cái máy mà đứng bãi ở miền Tây thì nó đều sử dụng như thế này hết em. Em thấy không? Rất là lẹ luôn, rất là nhanh. Con này nếu mà về cái tốc độ nó làm tầm khoảng là, nếu mà nó xây tròn tầm khoảng là 12 vòng trên phút đó nè, 12 vòng. Này là muốn con xà lan là rất là nhanh luôn, cực kỳ lợi. Nhưng mà riêng đặc điểm của con này là rất là lợi dầu nha anh em. Cái dòng 300 này rất là lợi dầu nha, tại nó sử dụng máy điện á, máy điện rất là lợi dầu. Sau đó nếu mà anh em chạy mức ga tầm khoảng 1.200, 1.100, 1.200 thì dầu nó rơi đâu đó tầm khoảng là từ 13 cho tới 16 lít thôi, tùy theo anh em, tùy theo anh em tài chạy như thế nào. Bây giờ là đang di chuyển xong một xà lan đó anh em. Đang di chuyển cái xà lan cá đá này ra một bên để cho cái xà lan cát vô. Đang múc thêm xà lan cát. Nó làm rất là nhanh luôn nha. Rất là lợi luôn nếu mà anh em sử dụng cáp mà dạng như sắt cào mà cặp dây á, cặp dây làm không lợi con này đâu. Con này nó hiệu quả hơn nhiều. Giờ di chuyển cái xà lan đá này sang, tí nữa mới múc đá lên sau. Bình thường những cái mà những anh em mà hay sử dụng cái dòng khác quen rồi á, họ chạy lại cái Hyundai á, họ thấy một cái lỗi đang như thế này nè, là khi mà mình quay to á, mình đang quay to đúng không, là mình nâng cần lên bắt đầu xe nó bị khựng lại một cái, khựng lại một nhịp bắt đầu nó mới quay tới. Nhưng mà thực chất nó là như thế này, mình sẽ phân tích cho anh em nè. Là riêng về cái dòng Hyundai á, nó sẽ có con cảm biến là ưu tiên nâng cần nha anh em. Đó, khi mà anh em đang quay nhưng mà khi nâng cần lên là nó sẽ ưu tiên cái động tác là nâng cần trước. Tại vì nó đảm bảo sự an toàn. Thì khi anh em quay đúng gặp cái chướng ngại vật phía trước á, thì anh em nâng cần lên đúng không? Thì nó sẽ phải ưu tiên nâng cần. Nó khựng lại một nhịp để nó ưu tiên nâng cần lên, để không có va chạm với cái vật mà mình nó nằm phía trước. Còn nếu mà anh em muốn mà nó vừa quay to mà vừa nâng cần luôn, nó dạng như nó mượt luôn á, thì chỉ cần tháo con cảm biến nó ra thôi. Tháo con cảm biến nó ra thì cái xe nó sẽ là như tất cả những xe khác. Đối với dòng Hyundai là nó như thế. Để nhiều anh em tài xế họ không hiểu, họ nghĩ là Hyundai nó đang bị lỗi như thế. Nhưng mà thực chất đó là cái ý đồ của nhà sản xuất nha anh em, chứ không phải là bị lỗi đâu nha. Em thấy không? Cái này đã đang chạy mức ga tầm khoảng 1.100 nữa. Và nó rất là lẹ, rất là nhanh. Thôi mình cũng quay một cái clip đơn giản gì để cho anh em nào mà có ý định mà đứng cặp bãi gần bờ sông á, để tham khảo. Nếu mà cần mình hỗ trợ gì thì cứ alo cho mình, số điện thoại mình có để trên màn hình đó, hoặc là phía dưới phần mô tả. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các anh em trong những video sau nha.